Thưa quý khán giả, Hội thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố vừa kết thúc vào chiều qua 24 tháng 5 tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi này, qua đó nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia nhằm giúp phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư. Hơn 2 tháng qua, các thành viên thuộc các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trong thành phố đã tập trung cho công tác tập luyện và tham gia thi đấu các vòng loại ở các quận huyện để lựa chọn những đội có thành tích cao tham dự hội thi cấp thành phố lần này. Mình đến đây là với tinh thần giao lưu học hỏi, là trao đổi kinh nghiệm về những cái kiến thức phòng cháy chữa cháy để mà về mà truyền đạt lại cho những người sau. Đối với mà cuộc thi này mình là hợp sức lại, cố gắng là thực hành và những cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy. Toàn thành phố có gần 500 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Bình quân mỗi tổ có từ 5 đến 7 hộ gia đình được trang bị bình chữa cháy cùng các dụng cụ phá cửa, cứu nạn. Sau vòng loại, 9 đội xuất sắc đại diện cho 9 quận huyện tham gia thi đấu nghiệp vụ với 2 phần thi, lý thuyết và thực hành diễn ra trong thời gian từ 3 đến 5 phút. Tham gia cái hội thi này thì em thấy em cũng rất là được vinh dự khi được tham gia cái hội thi này. Thì trong đó thì cũng tạo cho em cái điều kiện học hỏi thêm để kiến thức để cho khi ở nhà mình biết về cách phòng và chữa cháy cho tại gia đình mình. Tụi em được tập luyện, được rèn luyện, học thêm, được biết thêm được những cái kiến thức, thêm tìm hiểu thêm về những cái câu hỏi của liên quan tới cuộc thi, và tụi em được thực hành để thực hành tại địa phương mình luôn. Để việc tổ chức hội thi có hiệu quả, cùng với việc bố trí công an xã phường thị trấn hỗ trợ bổ sung kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho các thành viên tổ liên gia, hướng dẫn kỹ năng thực hành chữa cháy với các tình huống giả định xảy ra cháy nổ do chập điện, đun nấu, đốt cỏ, vân vân. Đồng thời hướng dẫn thực hành cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát hiểm khi có sự cố. Nhằm mục đích là nâng cao cái ý thức về công tác phòng cháy cháy cho mỗi người, phát huy được cái phương châm 4 tại chỗ trong dân, đó là chỉ huy trong dân, lực lượng trong dân, phương tiện trong dân và hậu cần trong dân. Từ đó ý thức về công tác phòng cháy cháy của mỗi người được nâng lên, cũng như là nâng lên về ý thức chiến kỹ thuật công tác chữa cháy cũng như là cứu nạn khi có sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo là khi có sự cố xảy ra thì lực lượng tại chỗ trong dân sẽ đáp ứng được yêu cầu, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn hoặc cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Tình hình cháy nổ ở một số tỉnh thành trong cả nước đang diễn biến phức tạp với nhiều vụ cháy lớn gây thương vong nhiều người. Chính vì vậy, việc tổ chức hội thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy không những là dịp để các thành viên trong tổ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, làm tốt công tác phòng ngừa hỏa hoạn tại khu dân cư, mà còn phát huy phương châm 4 tại chỗ khi có cháy để hạn chế thương vong và thiệt hại tài sản.